Xin kính chào tất cả các anh chị ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất được hân hạnh được anh chị Hoàng và Minh mời đến để tham dự cái bữa kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi vẫn biết rằng có rất nhiều ca sĩ, có rất nhiều nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều bản nhạc ca tụng về tình yêu. Nhưng trong đó có lẽ chúng ta cũng không quên được những nhạc sĩ, những ca nhạc sĩ như là nhạc sĩ Từ Công Phụng hoặc là Ngô Thủy Liên. Và cũng nhân dịp ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm, tôi cũng như tất cả mọi người đều mong muốn rằng người phối ngẫu của mình sẽ cố gắng gìn giữ cho nhau, cố gắng dìu nhau đi trên quãng đường còn lại, giống như là con ngoạn về mới nói. Cho nên tôi xin làm phép một trình bày một bản nhạc của Từ Công Phụng, đó là bản Ơn Em, hay còn gọi là Giữ Đời Cho Nhau, để tặng cho tất cả các anh chị cũng như là anh Hoàng và chị Minh hôm nay. Tạ ơn em.